Em nói về thầy Thích Minh Tuệ đi, chúng ta cùng xem nhé. Nói về tâm linh thì chúng ta không thể hiểu hết được, đúng không mọi người? Chưa ai có thể phân tích cặn kẽ được về tâm linh cả. Nhưng mà chúng ta thấy không, không tự nhiên mà lại có những trường hợp xuất hiện nó trùng với, lại kiểu như là nó trùng với truyền thuyết của Đức Phật đến vậy. Xuất hiện một chiếc lá rơi, đến chiếc lá rơi thôi mà thầy cũng cảm nhận được thì thực sự là vi diệu. Xuất hiện ngài A Nan như trong phim truyền thuyết của Đức Phật. Xuất hiện ngài Hộ Pháp như giấc mơ của thầy Minh Tuệ đã từng kể. Thầy kể trước khi ngài Hộ Pháp xuất hiện rằng thầy có một giấc mơ là Phật hay là Bề Cao phái xuống một người có khuôn mặt dữ dằn này, xong rồi bàn tay bàn chân này nó rất khác lạ, giống như ngài Hộ Pháp và đã xuất hiện. Rồi xuất hiện bát vàng dâng thầy, đúng không? Dâng Đức Phật, rồi quét đường đi. Tất cả đều đã xảy ra giống như trong truyền thuyết. Điều này chúng ta không giải thích được, và chính bản thân em cũng không giải thích được. Chẳng qua vì tâm linh cho nên chúng ta thấy rất trùng hợp, và chúng ta tiếp tục phân tích nhé. Đây là ngài sinh thành ra thầy Thích Minh Tuệ, và ngài sinh ra Đức Phật theo truyền thuyết cùng có một hàm râu rất rất là giống đấy. Và có một điều nữa, thầy Thích Minh Tuệ cũng được sinh gọi là đẻ rơi ngoài đường ấy, giống như truyền thuyết của Đức Phật đấy. Và chúng ta cùng phân tích nữa nhé. Chúng ta tiếp tục phân tích đến là tâm linh. Bà Vanga là một nhà tiên tri lừng lẫy thế giới, ai cũng biết. Bà cũng nói tới năm 2024 Phật Pháp sẽ xuất hiện tại con rồng châu Á gì gì đó. Nói chung là em nghe nhưng mà em không nhớ tường tận từng câu từng chữ. Nhưng mà bà có nói rằng sẽ xuất hiện một vị ở châu Á và đất nước con rồng gì đó, đúng không mọi người? Có một ngày ngài đi tìm về một cái gì đó nhưng đã dừng chân ở Việt Nam. Ngài nói rằng là Việt Nam là một đất nước linh thiêng và cực kỳ tâm linh, và sẽ xuất hiện một người gì đó mà nói lâu rồi, nói cả hơn trước đây cả một năm rồi. Đấy, và chúng ta có thấy những điều tâm linh đã xảy ra. Và mình có đọc về truyền thuyết của Đức Phật thì 2500 năm trước công nguyên cơ, từ khi mà truyền thuyết Đức Phật ra đời là thực hiện được 13 khổ hạnh đầu đà. Đó là Đức Phật, không phải Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên thực hiện là 13 khổ hạnh đầu đà, và sau đó là ngài A Nhiếp. Ngài A Nhiếp hay là gì đó hiện tại mình chưa nhớ đủ rõ tên nhé. Và thầy Thích Minh Tuệ là người thứ ba đang thực hiện gì 13 khổ hạnh đầu đà. Đấy, mọi người nói rằng là thầy cứ đi như vậy biết đúng không? Theo mình hiểu, theo mình tìm hiểu, giống như những người hai ngài thầy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài A Nhiếp đã thực hiện, thì nếu như theo mình hiểu và mình biết được đó thì thầy sẽ đi như vậy mãi thôi. Thầy sẽ đi như vậy cho đến khi nào gì họ gọi là nhập niết bàn ấy. Nhập niết bàn thì gọi là chết đấy mọi người ạ. Thì đối với những người mà người đã gọi là quá hoàn hảo rồi, không dính bụi trần, không tham sân si, không có một điều gì gọi là vấn vương với bụi trần, thì khi mất đi thì kiểu như về cõi lành, về cõi tiên, kiểu như trở thành Phật ấy. Đó là theo truyền thuyết thôi nhá. Đấy, thì mình nghĩ rằng thầy sẽ đi mãi thôi. Thầy đi mãi để cầu an, cầu may và đem lại những điều lành cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Đó là theo tâm linh. Và mình nghĩ rằng thầy sẽ đi mãi đến khi nào thầy nhập niết bàn mọi người ạ. Con đi ra đây thì con qua cái chỗ những cái đường này con cũng cố gắng là cũng có nhân duyên được gặp thầy. Thì con cũng rất là bất ngờ luôn, tại vì thầy đi trên cái đoạn đường này một ngày thầy đi rất là dài. Không biết là coi như mà cái quá trình lúc đầu thầy đi là chân cẳng rồi có đau quá nhất không, mình luyện tập như thế nào để đi được vậy thầy? Chủ yếu là mình đi bằng cái tâm, cái niềm tin ấy. Bộ phận nó đau nhưng mà mình vẫn luyện tập, mình vẫn đi, nhưng mà đến khi hắn quen ấy, đi nhiều thì mình tư duy nó là vì cái niềm vui của mình đấy, niềm và lời Phật dạy. Thế mình đi cái tâm thấy nó đau nó cũng bình thường, nó thấy nó cũng không như không đau ấy. Thế mình đi được đi. Con thấy ở trên đường nhựa mà nhiều khi nó nóng hổi vậy, chân có phòng rồi không sư? Dạ, chân thì nó hết phòng rồi, nó phòng rồi. Nhưng mà đi nhiều á, chẳng hạn như là 30 cây số thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà đi cả 40 cây thì nó rát.
Quá của nó thì nó ráp, nhưng mà qua nó thì nó không chịu. Như mà hồi sớm á, thì con có gặp sư, con cúng dường thức ăn buổi sáng á, thì sư không có nhận nữa, là cái mình chỉ nhận ở trong buổi sáng, mà chỉ một bữa một ngày thôi sư. Dạ, buổi sớm từ khi mặt trời lên á, 5-6 giờ ai cho sớm thì mình nhận sớm, xong rồi đầy bình bát ấy, rồi mình đi không được nữa, mình tìm cái chỗ nào đấy no đủ rồi mình dùng, rồi mình không ăn nữa. Từ đó rồi tới chiều thì mình không nhận đấy, ngày mai thì mình đi phát thực mình mới nhận lại. Một cái bữa ăn như thế rồi con thấy những cái thầy khác là như thường ăn vào giờ ngọ, còn ở đây hồi sáng con nghĩ là chưa tới giờ ngọ nên con cũng cúng dường rồi ăn luôn, đó là con cũng không có biết, nhưng mà mình ở đây mình cũng ăn thoải mái vào buổi sáng hay buổi trưa hết. Cứ trước 12 giờ họ cho khi nào thì giờ mình đi khất thực là lệ thuộc vào cái thời gian đi khất thực. Nhưng mà đừng có người cho người ta cho. Nhưng mà không phải là mình chờ cho đến 10 giờ hay 11 giờ mình mới ăn được. Chẳng hạn như giờ đang đi mới sớm ra, có người mới 7 giờ cho đầy rồi, đâu có chờ đến 12 giờ được nữa, đâu 10 giờ được nữa. Mang đi nó nặng, cái thứ hai nữa là mình để rồi kiến kiếp rồi, hay là nó dùng xong rồi mình xả bỏ, mình đi họ cho khách thật được khi nào thì họ cho khi đấy, nhưng mà sau 12 giờ thì không ăn. Mình không có cố định là phải giờ ngọ hay là buổi sớm, tùy theo nhân viên. Nhân viên họ cho 7 giờ thì mình dùng 7 giờ, mà cho 9 giờ mình dùng 9 giờ, cho 10 giờ thì dùng 10 giờ, chẳng hạn như là con ở đây mà ngày mai tới 10 giờ con mới vào được cái làng bên kia con khất thực thì 10 giờ mới dùng. Chứ không phải là khi nào cũng có. Nói chung là trong buổi sớm mà có khất được vật thực khi nào thì dùng khi đấy. Ai cho dùng xong rồi lại không dùng nữa. Như vậy mình đi có khi nào mà ở những cái vùng núi này mà mình không có nhận được vật thực không sư? Con thì từ hồi ngày bộ hành đến giờ thì chưa có. Khi nào cũng vào cũng xin thì họ cũng cho cái cơm nguội hay là cái củ khoai hay là cái kẹo hay cái bánh gì á. Thì họ cũng cho, hay là cái cây cây gì đó, có điều là họ cho thì gặp những cái bánh mà trứng với sữa với lại những cái thứ đồ mặn đấy, mình không ăn được, với lại những cái thứ mà mình ăn mà cảm thấy nó mất cái oai nghi ấy, mình không ăn thì mình không lấy thôi, chứ nếu mà mình lấy những thứ đó thì không thiếu. Mình thấy những cái thứ mà đồ chay mình cần đấy, chẳng hạn như vào quán bún mình xin cái bún trắng ấy, không mình ăn cũng được rồi, hay là cái gì đó thì mình cũng thấy no đủ. Thì khi mà sư đi như thế này á, thì bữa trước con có xem một số cái đoạn phim mà có người đi bộ, người đi trên đường người ta quay lại á, thì con cũng thấy có vài cái trường hợp mà gọi là họ không có được cái cảm mến đối với, họ có những cái hành động á không ấy với mình á, thì những trường hợp đó nó có nhiều không sư? Cũng có chứ, nhưng mà mình cũng A Di Đà Phật, vui vẻ với họ cả. Cũng mong cho họ thành Phật đi, tốt đẹp như Phật, để họ khỏi ghét mình nữa. Nếu mà họ thành Phật được thì họ không bao giờ ghét mình đâu. Nên là mình cũng chịu cho đúng xuống. Lại từ bi với họ. Mình cũng từ bi mà họ cũng từ bi thì ghét, họ ghét mình thì mình cũng đừng có ghét lại. Cố gắng vượt qua cái sân hận đấy. Mình không sân hận họ nữa. Con thấy cái quá trình đó mà sư ngồi kiết già như thế này, là tối là sư cũng ngủ ngồi luôn. Một ngày cũng hơn 10 tiếng sư ngồi như thế. Nhưng mà lúc ban đầu thì nó rất là đau chân, nhưng mà mình có thể luyện tập như thế nào để được như vậy sao? Mình sống đời sống buông bỏ rồi mình giữ giới luật đấy. Mình phát nguyện tu hành rồi, còn với lại mình kham nhẫn đó. Mình vượt qua cái đau ấy. Đau đến cỡ nào mình cũng tư duy nó là đau cỡ nào, mình cũng phải ngồi được ngồi thiền ấy, kết già đấy. Đau cỡ nào mình cũng chịu đựng, mình vượt qua không chết đâu. Thế cứ ngồi rồi dần dần nó vượt qua được rồi. Cứ tập biết rồi sau 3 năm này hắn quen. Cái lúc đầu sư mới ngồi có nhiều khó khăn không sư? Khó khăn là cái đau đó. Nhưng mà mình vượt qua cái đau. Đau cỡ nào mình cũng không có sợ nó, mình cứ vượt qua nó thì mình thắng nó. Rồi nó không đau nữa. Nó kham nhẫn. Như có con có đi sớm giờ với sư, con có nghe nói là sư có chia sẻ là một lúc ngồi 10 tiếng đồng hồ trên một ngày sư? Vâng, 10 tiếng hay là nguyên một ngày hay là 15 tiếng thì cái đấy thì khi nào mà ở trú xứ ấy, không đi ấy, thì đi khất thực về thì mình ngồi như thế luôn, chứ tới trừ khi mà mình đi tiểu tiện hay đại tiện ấy, thì mình đi thôi, chứ còn không thì mình ngồi đó, mình tập ngồi thiền ở đó, thì ngồi cho tới sớm mai rồi mình đi khất thực luôn. Như sư tính đi là từ đây ra tới ngoài Hà Giang là hết rồi mình trở lại hay sao? Dạ, con đi về miền Nam. Miền Nam lại. Dạ, con đi vào Tây Nguyên phía miền trong á. Mình cũng có một cái điểm dừng nào thế hết chứ sao? Con bây giờ không có cái gọi là khái niệm điểm dừng nữa. Tại vì muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi, nhưng mà cũng đi phụ thuộc vào
cái thời tiết nắng này, nắng thì đi được nhưng mà mưa đi không được. Mưa thì buộc phải nghỉ, nghỉ lại. Vậy là hôm hôm giờ sư đi trong đó ra đây là có bị mắc mưa nhiều không? Có, còn bị gặp mưa mấy ngày. Mấy ngày ở Thái Nguyên mưa. Ừ, với này ở trong Hà Tĩnh ấy, cũng có gặp một ngày mưa. Thì mưa con đều lại đó con không đi. Con đều lại cái thành phố đó một ngày. Nhưng mà một cái lượng thức ăn sư ăn một bữa một ngày như thế, rồi sư đi bộ hành, con thấy đi một quãng đường dài vậy, cái thời điểm nào nhiều khi nó có đói, đói bụng đồ thiếu năng lượng luôn sao? Không, con này không thấy đói. Không thấy gì cả, nhưng mà cái mình cứ ăn ngày bữa Phật dạy ấy. Cứ đến giờ mình cứ đi khất thực, duy trì sự sống như thế rồi mình đi thôi. Đói thì không có đói, mà kể cả có đói là mình cũng không đói cỡ nào mình cũng không ăn ấy. Mình giữ giới, mình tu hành. Nhưng mà đa số thì không thấy đói này giờ, nhưng mà như giờ chiều họ có đưa đồ ăn đến này mình cũng đâu có ăn đâu, đâu có cần nữa đâu, đủ rồi, no rồi. Nếu mà họ sớm mai, nói sớm mai dùng. Như luật của Phật chế ra là một ngày một bữa là cũng đủ luôn á. Vâng, một ngày một bữa là mình đủ rồi. Và vừa đủ để nuôi cơ thể mình tu hành rồi, nuôi thân rồi. Cách đây mấy hôm thì có một sư huynh đây có theo thầy á. Thì giai đoạn đầu á, sư huynh cũng có những cái đau chân rồi, thì có thầy dìu dắt có khó khăn không thầy? Con thì chả phải dìu dắt ai cả, họ đi theo khả năng của họ đấy. Tại vì con không phải là thầy của họ, con cũng không phải là sư phụ của họ. Họ đi theo học tập theo Phật thì đều là anh em huynh đệ cả. Mình cũng học hỏi họ mà họ cũng học hỏi mình, đều học tập lẫn nhau cả. Họ kiên trì kiên quyết về việc của họ. Thế còn giờ con chưa dìu mình được đi dìu ai. Mình đang tập học mà họ cũng đang tập học thì hữu duyên thì cùng nhau học. Muốn đi thì đi, muốn về thì về, muốn bao lâu cũng được. Con thì không có mời họ, mời chào họ, rủ rê họ ai cả, nhưng mà theo tự nguyện của họ, nhưng mà con cũng không có xua đuổi. Cũng không muốn thế nào cũng được, con thì bình đẳng, tùy duyên như thế. Thế con cũng không nói, nhưng mà mình biết được cái gì thì mình cũng chia sẻ với họ, giống như anh em huynh đệ, như cha mẹ mình nhé, như người thân mình như thế. Thế đi với con thì con không có cái khái niệm gọi là sư phụ hay đệ tử gì hết. Con có cái chỗ thắc mắc nè. Con cũng biết là ở trên cái cách xưng hô của sư đối với các vị đi đường hay là các Phật tử là sư đều xưng bằng con. Nhưng mà hôm nay con được nghe thêm là tại vì có các huynh đệ đi theo sư đều kêu lại bằng thầy. Sư xưng con là nó có nghĩa gì sư? Họ con cũng ước nguyện như họ là trở thành một thầy tu. Tu hành như thế họ thành Phật thì họ độ mình với. Chứ họ cũng có căn duyên trong đó chứ không phải chưa đến giờ đấy. Có khi họ còn giỏi hơn cả mình nữa. Nhưng mà do họ quên đấy, nhiều đời kiếp ở trong đó thì cũng họ là những vị thầy, những vị sư ở trong đó, tài giỏi. Mình cũng ước nguyện cho họ là giống như những vị Phật á. Đi theo đi với họ cũng có cái duyên, là mình cũng có duyên với họ. Giờ mình tu hành trước á, là con cũng mong muốn như thế. Thì họ là thầy cả, là sư cả. Nhưng mà họ nhận hay không thì kệ của họ. Hay là họ kêu con bằng sư hay bằng thầy gì, kệ cả, họ muốn kêu cái gì kêu. Mà mình không có bắt họ kêu như thế. Như cái đây là mình thực tập vô ngã đúng không sư? Cái đấy thì con cũng không biết đấy, vô ngã hay ngã đấy. Tùy theo mọi người cảm nhận. Nhưng mà mình thấy vui với hạnh phúc. Mình thấy vui với hạnh phúc ấy. Mọi người cũng vui với hạnh phúc ấy. Thì mình thực hành mình làm. Còn không thì thôi. Không khó cho họ đấy. Bình đẳng. Dạ, nó muốn gì đó.